khởi tranh giải bóng đá thiếu nhi Lotteria Challenge Cup 2023. Giải bóng đá thiếu nhi toàn quốc Lotteria Challenge Cup 2023 khởi tranh sáng ngày 9 tháng 9, có sự tham gia của 64 đội. Lễ khai mạc Lotteria Challenge Cup 2023 diễn ra lúc 8 giờ ngày 9 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa thứ 10 Lotteria đồng hành với giải. Sau lễ khai mạc là màn tranh tài của các đội của thành phố Hồ Chí Minh, 16 đội bốc thăm chia bảng, tiến hành đấu loại, chọn ra 8 đội xuất sắc nhất tiến vào vòng bán kết. Kết quả, đội bóng đá học đường thành phố Hồ Chí Minh giành giải nhất. Trong khi đó tiểu học Võ Thị Sáu về nhì. Đây là hai đại diện thành phố Hồ Chí Minh tham gia vòng chung kết toàn quốc. Giải FAI The Play thuộc về đội FFA, Học viện bóng đá Sài Gòn. Đây là giải bóng đá đầu tiên em được thi đấu. Chúng em có hồi hộp một chút nhưng cả đội đều rất hào hứng tập luyện và giành giải nhì. Em sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện để được như thần tượng Quang Hải, Messi, cầu thủ của đội Á quân mùa giải 2022 chia sẻ. Đây mới chỉ là những trận khởi động động chuỗi 138 trận cầu của 64 đội bóng thiếu nhi đến từ 6 tỉnh, thành phố. Lotteria Challenge Cup tổ chức lần đầu tiên năm 2013. Dưới sự bảo trợ của Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Năm nay giải đấu sẽ đến 6 tỉnh thành trên cả nước là thành phố Hồ Chí Minh 9, 10, 9, Hà Nội 16, 17, 9, Đà Nẵng ngày 30 tháng 9, Cần Thơ ngày 7 tháng 10, Vinh ngày 14 tháng 10 và Hải Phòng ngày 21 tháng 10. Tại mỗi địa phương, giải tổ chức bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn, chọn ra một đội mạnh nhất tham gia vòng chung kết toàn quốc, diễn ra ngày 5 tháng 11 tại Hà Nội. Vòng chung kết sẽ chọn ra hai đội có số điểm cao nhất, nhì mỗi bảng để đấu loại trực tiếp tranh cúp Lotteria Challenge Cup 2023. Đội vô địch nhận phần thưởng trị giá lên đến 60 triệu đồng. Trước đó, các đội bóng trẻ sẽ được giao hữu. Học hỏi tại ngày hội Fair Play, diễn ra ở Hà Nội, ngày 4 tháng 11. Giải đấu năm nay, ban tổ chức nâng cấp sân bóng đá cộng đồng thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cải tạo sân cỏ, nâng cấp khu vực ghế ngồi, cung cấp các dụng cụ thể thao cần thiết nhằm mang đến sân chơi tốt hơn cho các chân sút trẻ. Đại diện đơn vị đồng hành tổ chức Lotteria Việt Nam khẳng định, qua 10 mùa giải, Lotteria Challenge Cup đã gặp gỡ, tiếp sức và đồng hành với hàng ngàn chân sút trẻ trên cả nước. Điều chúng tôi nhìn thấy là tiềm năng của bóng đá Việt Nam và tình yêu thể thao, đam mê của các bạn. Chúng tôi kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ truyền cảm hứng cho nhiều chân sút trẻ. Đồng thời nhân rộng tinh thần này thông qua các hoạt động vì cộng đồng, đại diện Lotteria Việt Nam nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.